chứng minh gốc gì, chứng xin lỗi, chứng minh cái tam giác gì, C B E với lại C A E, hai tam giác đó đồng dạng đúng không? Ừ. Nhìn kỹ nè, góc này bằng góc này, lý do góc tạo bởi tiếp tuyến và góc nội tiếp cùng chắn cung gì, E C, chốt chưa? Yes, ổn chỗ đó chưa? Yes. Tiếp tục góc này nè bằng góc này, lý do quen không? Đúng rồi, so le đó không? So le trong hay không? Dạ. Mà góc này nè. Dạ. Ủa? Bằng góc này, lý do gắn hai gạch để cho bạn thấy. Hai góc nội tiếp cùng chắn một, một cùng, chốt chưa? Đi lại đi.